nha. Mày quay nào mà mày quay từ trên xuống dưới thế? Quay chân thôi. Quay mặt. Quay thế à? Cái gì nhỉ? Rồi cơ mất chân chị tên cái gì nhỉ? Huyền. À chị Huyền, chị Huyền. Đây bản đá của chị Huyền. Facebook của chị Huyền là cái gì? Tăng Minh Huyền. Tăng Minh Huyền. Trường yêu các bác nha. Ok, nó quay căn thường chị ơi. Nhiễm viếng sửa. Các bác nhu cầu mua đá thì liên hệ với Facebook của Tăng Minh Huyền. Đẹp nhất ở Đào Viên. Không. Hiện tại như thế thì em phải review như thế thì chị mới có người yêu chứ. Bà mang về rồi. Bà mang về rồi. Mà nó giả lãi thôi, chụp thôi. Trên ngàn. Xem các chị giao dịch thì nào các bạn nhé. Bên nào của chị nó một cái chẳng qua là cứ lấy đáng hết hàng. Bây giờ đấy chị cái túi bán thôi mà. Lại mở hàng. Chị Mai. Đang nhắn lại đây em, quay chị em. Chị Mai chị chưa người yêu. Không. Thank you.
tiền bé bằng đây một con chút rồi có một chút 5 triệu đi vụ giao dịch. Mình thử trả giá bên này xem nha các bác nhé, xem chị có bán không nhé. Chị bảo là 5 triệu. Rồi xong chuyển một tí xem mình 1 triệu đúng không chị ơi? Tầm bao tiền đó? Trả ra là thấp nhất bao nhiêu tiền mà?